Ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10 2022-2027 đã diễn ra thành công và kết thúc tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lãng hoa chúc mừng. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 450 đại biểu là những đại diện ưu tú của tuổi trẻ toàn quân. Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên, cổ vũ động viên tuổi trẻ toàn quân trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị mỗi đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Thành công của đại hội đánh dấu bước phát triển mới về công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ quân đội là được đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ của mình cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Báo cáo chính trị tại đại hội chỉ rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã được triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình đại hội lần thứ 9 đề ra, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, tạo nhiều dấu ấn tích cực mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên trong quân đội được Đảng, Nhà nước, quân đội, các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương biểu dương khen thưởng. Tuổi trẻ quân đội liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Thanh niên Quân đội vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ 2 và Huân chương Lao động hạng 3. Chúng tôi đã được vinh dự được gặp mặt và báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và tại đây thì Bác Tổng Bí thư đã căn dặn và nhắc nhở tuổi trẻ chúng tôi đó là với sức trẻ, với sức khỏe của tuổi thanh xuân thì phải nêu cao vai trò xung kích cách mạng, cũng như là ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên. Chính bởi vậy mà trong giai đoạn tới thì chúng tôi nguyện là sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập, lao động, chiến đấu để có thể đóng góp một phần công sức của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với đơn vị chúng tôi là Lữ đoàn 962 Quân khu 9, thì tiền thân là đoàn 962, đơn vị góp phần to lớn vào việc hình thành con đường huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển ngày xưa. Thì hiện nay đang đóng quân trên địa bàn Quân khu 9 của khu vực Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Thì với cái nhiệm vụ của đơn vị là bảo vệ bình yên cho sông nước cũng như là vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, vì vậy đặt ra yêu cầu rất nặng nề của chúng tôi là phải tuổi trẻ phải tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ để mà từ đó mà làm chủ được hệ thống vũ khí trang bị khí tài hiện đại để mà góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiệm kỳ tới, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 đề án, dự án lớn. Tập trung bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập ngoại ngữ, tiếng dân tộc, làm chủ, khai thác, sử dụng, sản xuất vũ khí trang bị mới, hiện đại. Khi mà được nghe các anh, các chị giới thiệu về bảo tàng lịch sử, được nhìn lại về quá khứ của thanh niên Việt Nam xung kích trong cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ,
Và cái khi mà được chứng kiến các những người anh của mình, những thế hệ đi trước của mình cống hiến hy sinh như vậy thì tôi cảm thấy rằng là bản thân mình phải trong thời gian tới cần phải có trách nhiệm hơn trong cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về công tác đoàn của lực lượng cảnh sát biển thì trong thời gian qua cũng đã có nhiều cái hoạt động, có nhiều mô hình hay, cái nào sáng tạo. Trong đó thì cũng có thể kể đến là cái mô hình là em yêu biển đảo quê hương. Thì đấy cũng là một trong những cái sáng kiến của tuổi trẻ cảnh sát biển. Trước hết là tôi phải xác định là mình phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng là cái trước hết. Thường xuyên phải học tập, nâng cao cái trình độ của bản thân, nhất là trình độ về nghiệp vụ pháp luật và ngoại ngữ, bởi vì nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội có bước phát triển mới, được triển khai toàn diện với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tuổi trẻ quân đội phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực, đảm nhiệm những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng. Xung kích đi đầu, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, được Đảng, Nhà nước tin tưởng, đánh giá cao. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân, luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí thực hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên quân đội, luôn tỏ rõ bản lĩnh, khí phách kiên cường, hoài bão, năng lực sáng tạo to lớn, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, nòng cốt trong phong trào tuổi trẻ giữ nước, cống hiến công sức, trí tuệ và cả xương máu của mình cùng đồng bào cả nước làm nên những kỳ tích oanh liệt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, để phát huy sức mạnh to lớn, vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội khát vọng lớn, trách nhiệm cao, học tập tốt, hành động giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, truyền thụ kinh nghiệm để thanh niên có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự học, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong phong trào thi đấu quyết thắng của quân đội. Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng thanh niên quân đội bức chướng, trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã có sự phát triển toàn diện vững chắc, luôn là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Tuổi trẻ quân đội luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ và nhân dân cả nước. Tại đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc, sôi nổi đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị và các văn kiện của Trung ương Đoàn trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Các ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, thể hiện trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu cao, chất lượng ý kiến tốt, có cơ sở lý luận và thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung quan trọng và bổ sung một số nội dung để hoàn thiện các báo cáo. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, bầu 20 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết với số phiếu tín nhiệm cao. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10, 2022-2027 đã kết thúc tốt đẹp, thể hiện bản lĩnh, khát vọng, ý chí cách mạng, nguyện vọng, niềm tin và trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ quân đội nguyện ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.